Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì theo yêu cầu của chú Hoàng, mình sẽ làm lại cây M4A1 Thiên Thần. Khẩu súng này thì đợt trước mình đã làm trong Zoom 2 rồi, nó bắn rất là bá. Và hôm nay mình sẽ đi lên C4 xem mức độ bá của nó đến mức nào. Full A anh em. Ok, Full A thì các bạn lung linh thì bạn lên luôn đi. Và mình thì mình không muốn lên luôn, mình chỉ muốn sấy ở khu vực mic thôi. Cái map này ấy, mình chỉ muốn đứng ở mic bắn thôi, rất là phê. Nhưng cái hàng này hơi bị sida một tí. Không có băng kích đạn cho súng rifle nên mức số đạn của mình chỉ dừng lại ở mức 120 mấy viên thôi. À đây rồi. Qua nhà tao này. Còn mình vẫn còn nghe tiếng chân. Chúng ta sẽ nấp ở đây. Á, à, móc nhà. Móc hồi sinh này. Đấy, cứ thích móc đích người ta không hả? Đây thì đi qua nhà tao này. Đã bảo rồi. Đồng đội nằm xuống thì phải thụt lại chứ không nên lao lên. Vâng, chúng nó cứ thích đẩy sang nhà mình. Như kiểu là nhà mình vừa cũng dỗ xong ấy. Chúng nó chỉ cần qua húp thôi. Mật mỡ đấy mà húp. 4 thằng luôn. Ok. Shit Penta. Và một kill không biết là thằng kia nó ăn được ở đâu. Vâng, cái khẩu súng này tuy mạnh nhưng nó không có nhiều đạn. Nên chúng ta bắn phải chuẩn thêm một tí. Rồi, nó sẽ để sang nhà mình cho xem này. Ác đã sida rồi, nó còn cài pad. Úi dồi ôi, nó sấy kinh hoàng chưa? Còn 6 HP này. Mình sẽ vào đây để móc. Vâng, ác cài pad cấp 2 thì mình không thể mua băng cái đạn cho khẩu súng này được. Nên cảm giác nói chung là không làm chủ được ác đâu. Chúng ta mượn ác mà. Rồi, mình nghe tiếng chân nó đi vào rồi. Một bé, hình như là chỉ có một bé thôi hay sao ấy. Mình chỉ nghe được một tiếng chân thôi, nhưng cứ đứng đây cho chắc. Để xem thằng nào móc mic nhà mình, à móc hồi sinh nhà mình móc lên đây không. Mình nghĩ chắc là không quá à. Chắc là không rồi, ngoài mic này. Ok. Cái gì, bọn nó chát cái gì mà mình chả hiểu ấy nhở. Bắn đi các bạn ơi. Đừng có xem đá banh nữa. Ghê quá hả? Ô, mình cũng chả xem đâu. Rồi thế nhưng kia đang ngồi lên nhổm xuống để cố gắng đục thùng. Nhưng cái mạng đấy là của mình. À hi hi. Và thế nhưng này nằm xuống luôn. Nhấp nhổm cái kiểu gì mà để nó sấy chết đấy kìa. Sợ thật ý. À. Đẩy này. Bây giờ đẩy B chán rồi. Chúng nó thích đẩy A hơn. Ok, I'm fine. Vâng, đẩy như kiểu tên mình gà lắm ấy. Chúng ta giới thủ ở nhà bắt người thôi. Mình nghe tiếng chân đi vào mic rồi. Úi dồi, nó đẩy lên kìa. Ôi kìa, DE mệnh vậy. Phai xoài. Lỗi. Bắn siêu lỗi. Mà thằng kia cũng hên nhá. Đậu xanh. Quả đấy đang nghe nó chết dí đúng đấy rồi. Vãi xoài cầm lục. Vẫn khẩu đe khá là mệnh. Hai viên là nóc à. Khổ thân. Rồi snip nhấp nhổm vừa thôi. Bây giờ thanh niên không nhấp nhổm nữa. Mà ngồi ị luôn cho nó chất. Mình nghĩ là sẽ không thằng nào nhấp nhổm với thằng này rồi. Vâng, snip chết ở cao A. Biết ngay mà, cần gì báo. Ra đấy đứng bị bắn chết nó phải thôi. Bọn nó đẩy lên bị team mình bắn chết khá là nhiều. Tầm 2 thằng thôi. Nhưng mình đợi xem nó sẽ đẩy sang hay là mình phải đẩy lên đây. Này đi, đẩy lên này. Bằng tiếng chân lộc cộc, kình vãi xoài. Cái gì đây? Hồi xin nó kênh bom. Really? Hồi xin nó kênh bom. Hồi xin nó. Nó thật đích nào. Hồi xin nhà mình mà.
Mình nghe tiếng chân này. Một bé, ok. Còn một thằng nữa. Nó kênh. Hồi sinh nó, thì đích là hồi sinh mình mà. Mãi xoài. Tự nhiên báo. Ok, nó kênh bom. Được rồi, được rồi. Sao thằng nào vứt bom ở nhà thế kia? À, hình như lúc nãy mình vứt bom hay sao nhở? Thì nhớ mình hơi bị kém. Úi dồi ôi, nó đẩy sang nhà nó giết này. Ơ kìa, vãi, nó móc sau lưng này. Trời ơi, thằng nào báo nó kinh bom ấy nhở? Vâng, nếu mà không báo kinh bom, có khi mình lại đi chết chỗ khác. Mình đi vào nhặt bom mình đặt luôn. Định mệnh, thốn thế. Thôi không sao, không sao. Chúng ta thua 2 round cũng không sao. 2 round thôi mà. Một cái cơ số không phải là quá cao. Úi dồi, headshot này. Hên thế. Thôi xong rồi, trận này lại thua rồi. Mình chết thì lại thua rồi. Ok, trận sau mình sẽ bắn đàng hoàng lại một tí. Chứ bắn như này team lại thua. Kìa, nhà kia ba. Mệnh, trời ơi. Team tôi. Team tôi đau quá men. Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến cuối con đường. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Chán quá man. Phê rồi. Mình nghe tiếng chân lộc cộc ở phía sau rất là nhiều. Lát Funa đi bạn ơi. Vâng, cứ chát lên Funa thì bọn này nó không đi A. Chán thế. Cao mic. Vâng, để xem thằng này sẽ làm được gì. Kìa. Úi dồi ôi. Vẫy rùa chết người. Nó vào kìa bạn này. Hình như mình nghe tiếng chân nó vào kìa. Mình nó gỡ bom kìa. Ơ. Mình nghe nó gỡ rồi anh em ạ. Cứ nên chát lên cho nó biết không ta. Mà thôi đi, tầm này gỡ xong rồi. Biết ngay mà. Thanh niên. Vãi. Tự nhiên không nghe tiếng gỡ bom. Định mệnh. Khổ thân. Không sao, không sao. Trận này mình sẽ gánh. Đơn giản mà. Một đón nhạc thôi. Bắn bình tĩnh một tí. Chắc chắc một tí. Chúng ta sẽ win thôi. Không khó đâu. Nãy giờ mình cũng sàm le nhiều quá hả? Vâng, để kìa. Bọn kia đẩy A hết thì mình sẽ xông vào. Đấy, mình sẽ móc. Úi dồi. Sao lại team mình bị chết hết thế này? Hình như có một thằng sniper trên đầu mình. Bắn đây lưu em. Rồi. Làm gì đây? Đưa khói à? Vãi. Đáp khói làm gì vậy? Đùa. Để xem đáp khói làm gì đây. À đây rồi, đây đây đây. Nghe thầy nói này. Úi dồi, bắn kiểu gì này? Trời, trật hết. Rồi cũng chết thôi à. Không biết bị bắn ở đâu. Thanh niên ngáo vãi. Úi dồi. Vãi trời ơi. Phản xạ khá là tốt nhưng không giết được nó. Đó yếu cái này. Thằng này yếu rồi. Rất là yếu rồi. Mình nghĩ nó không dám thể hiện thái độ lồi lõm với mình đâu. Thế nhưng mình nghe tiếng chân ở khu vực đầu kia. Té thôi. Chúng ta lên đây đứng. Chúng ta còn nhiều máu. Không nên đú làm gì. Này thì ném bom này. Định mệnh. Mình nghe cái yếu này. Đơn giản. Vâng, cái quả đấy mình nghe nó ném cái gì dưới đấy. Hình như ném bom. Định mệnh. Cái quả đấy là cái quả tự sát đấy bạn này. Chứ không phải là cái quả mà gây sát thương cho mình đâu. Hay à, ok. Thank you so much. Bắn tròn tròn tay một tí thì win thôi. Đẩy A đi. Các bạn phải đẩy A chứ. Rồi nó đẩy sang nhà rồi kìa. Bọn này nó cứ thích đẩy nhà ấy nhở. Không thể hiểu được.
Lên trên nhà tao có cái gì đấy mà chúng mày cứ thích lên nhỉ? Ui rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Nó để lên tới nhà rồi. Anh định mệnh. Thích chơi à? Ui rồi ôi, nhiều vậy. Thôi gãy rồi. Sorry các bạn. Rồi gãy. Trời ơi. Biệt ngay mà, có thằng nhảy lên đầu, nghe tiếng chân, vừa nghe tiếng chân xong thì chết luôn. Ok. Anh em ơi, bắn cẩn thận đi. 3-4 rồi kìa. Không khéo trận này thua đấy. Trận này mình đi A cho nó chất luôn. Để bọn kia nó không dám đi A. Chỉ có một thằng kênh như này. Thế em không dám lên. Đéo hiểu bọn này nghĩ gì. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Nó đẩy B thì A sẽ trống thôi. À đồ, gì đây? Thích đú à? Ơ kìa, nó bỏ đi luôn. Vãi. Chạy luôn là thế đéo nào. Móc người ta xong rồi chạy luôn à? Ok. Bây giờ sẽ là tình huống 1v3. Còn 44 tiết. Không biết là mình có làm gì được không đây. Rất là khó. Thằng kia thì chát lên thua rồi. Nó thấy cái số máu của mình. Cũng biết là thua rồi. Ok, một bé. Còn hai thằng nữa. Mình nghe tiếng chân lên đầu. À đây rồi. Thấy đầu nó rồi. Thấy đầu nó rồi. Ok. Like đi. Bắn hay thì like đấy. Like mạnh vào. Súng ngon. Ok, thank you. Súng thì cũng bình thường thôi. Mình bắn cái cây này cảm giác như M4 Tran vậy. Cũng như những cái dòng M4 VIP khác thôi. Còn M4 Tran thì không thể so sánh được. Mình bắn cảm giác rất là khác biệt. Bắn cảm giác rất là thích. Và sấy rất là dễ. Sấy rất là đầm. Mình không thể so sánh cây M4 Tran được. Rồi, không nghe đánh chân. Các bạn di chuyển thì các bạn cũng từ từ thôi. Chứ không nên gấp gáp làm gì. Đấy, chúng ta cứ di chuyển từ từ để nghe được tiếng chân. Ok, cài bom thành công. Chúng ta sẽ cùng đợi thằng kia vào gỡ bom nào. Để xem nó có dám gỡ bom của mình không. Bom của tao ấy. Đừng đùa. Gỡ cắt nhầm dây đỏ thì nổ sắp mặt lìn bây giờ. Vâng, bom của mình thì cắt dây nào nó cũng nổ hết thôi. Yên tâm đi. Vâng, nó không gỡ bom anh em ạ. Không nghe tiếng gỡ bom luôn. Mình cứ cây mình này thôi. Bên kia kệ bà nó. Không quan tâm. Ôi, nhảy ra. Úi dồi, nhảy ra không được. Kìa, bị bom nổ chết. Định mệnh. Ok. Rồi, trận cuối à. Thua thế đéo nào được. Có ân ở đây rồi. Thế đấy, nào lại thua. Đấy ha nào. A nè. Vâng, A trống luôn cho nó chất. Vâng, thằng kia nó sợ, nó chạy luôn rồi. Cứ để B thôi. Nên mình cứ xong ào ào lên A là được à. Đấy, A trống này. Thoải mái. Một bé, ok. Vâng, chỉ có một thằng cây nha thôi. Vâng, bọn này khá là gà. Nhưng anh em không biết đánh vào cái điểm gà của nó. Mình sẽ qua đứng đây. Có nên không nhở? Đứng tận 3 thằng một chỗ thì không nên. Nhưng đứng đây thì mình chắc chắn là sẽ có nhiều mạng cho mình ăn. Mình muốn ăn thêm mạng. À hi hi. Đâu rồi? À đây này. Ôi vãi xoài, headshot đấy. Đùa thật. Nó lên gỡ bom kìa. Bom. Đừng để thua nhá, bị mệnh. Ok. Tuyệt vời. Vâng, quả headshot xui quá à. Quả đấy đáng nhẽ không nên bị headshot. Là mình có thêm kill rồi. Tầm 2 kill là mình đổ lên gần 20 kill. Tiếc quá. Trời ơi, tiếc. Tiếc thế à, rồi. Vâng, quả này mình muốn win thôi chứ mình không muốn ăn mạng. Ăn mạng thì mình sẽ đi tìm người và giết thôi. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.